nhà đi con. Con chào cả nhà. Con ạ đi. Hạ đi. Ngoan. Cháu tên là Nguyễn Hoàng Minh Thư. Cháu được 20 tháng tuổi rồi. Nhìn cháu có còi không ạ? Cháu bị như cháu còi như vậy là tại cháu đau ốm suốt à? Suốt ngày cứ mẹ con bồng bế nhau lên bệnh viện. Con em nó bị bác sĩ được bác sĩ chẩn đoán là cháu bị hen suyễn. Em cũng bao nhiêu lần đưa cháu lên bệnh viện và cũng theo bao nhiêu lần rửa thuốc, nhưng mà từ khi em tìm hiểu được cái sản phẩm của công ty PPA này, dòng sản phẩm đông y mà có thể điều trị hen này kia cho em bé đấy, thế là em cũng thử tìm hiểu thử xem. Em được chị tư vấn thì lúc đầu em cũng chỉ có nghĩ rằng là mình sẽ làm sao đó mà thử xem cái loại thuốc này có thể hợp với con không, hy vọng có thể cải thiện được cái tình hình là cứ suốt ngày ôm bế nhau lên bệnh viện. Mà vì là em cũng là một người nằm trong ngành y cho nên em biết là một cơ thể người mà cứ suốt ngày tiếp xúc với thuốc đông thuốc tây y thì thuốc tây y nó chỉ ngăn chặn triệu chứng cấp đó chứ nó không thể điều trị được sâu xa được. Thế là em quyết định chuyển sang dùng theo đông y và em chọn cái sản phẩm của Siroho của công ty Siroho PQA này của công ty dược phẩm PQA này. Thế là lúc đầu em cũng hoang mang lắm, không biết nó có được có kết quả tốt không. Và em đã cho cháu dùng thử. Chị Thơm chị cũng tư vấn rất tận tình, bảo là kiên trì điều trị và em cũng làm theo như vậy. Mỗi ngày cháu được uống 3 bữa. Và chị còn tư vấn thêm cho em là dùng thêm cái Siroho ngoài Sirohen của trẻ em, em còn thường dùng thêm cái Siro bổ tỳ á. Thì cháu sử dụng đến nay được cả 2 tháng rồi. Em đang chuẩn bị dùng thêm cái liệu trình thứ 3. Thì em thấy rằng có kết quả rất tốt ạ. Nếu như so với thời gian trước, cứ lệnh lệnh là con em sẽ ho, sẽ hen, nhưng mà nguyên mùa Noel thì rồi. Thì cũng mừng, cũng con thấy nó là chém mồm chém mép là con nó không có còn ho, nó nguyên một mùa Noel cháu không hề ho hen sổ mũi gì cả. Cả nhà em rất chi là mừng. Em cũng khuyên mọi người là nếu như mà khi mà mình đã sử dụng cái sản phẩm này thì mình nên sử dụng triệt để, tức là mình nên dùng đúng liệu trình của nó. Như con em bây giờ nó uống là theo cái tư vấn của dược sĩ thì là uống 3 liệu trình thì là sẽ tốt nhất. Nhưng mà con em uống được 2 liệu trình thì bé đã cắt ho hoàn toàn. Và em vẫn đang tiếp tục sử dụng liệu trình thứ 3. Tại vì là em cũng là một người nằm trong ngành y thì em không biết rằng nếu như điều trị theo hướng Tây y thì nó dứt ngay triệu chứng thì sẽ tái lại. Còn mình điều trị theo hướng Đông y thì mình chữa bệnh từ trong gốc chữa ra, cho nên mình phải theo một cách triệt để và theo hoàn toàn, thì như thế thì nó sẽ giúp cho cái triệu chứng bệnh nó hết hoàn toàn hay này kia hết khỏi hẳn á. Cho nên em cũng tin dùng và em cũng cảm ơn em cảm ơn chị Thơm đã giúp cho con vịt con này của em nó có thể khỏe mạnh như thế này. Em còn nhớ lại cái giai đoạn mà suốt ngày mẹ con bồng bế nhau bệnh viện thì sợ lắm ạ. Mà mình dùng thì mình cũng nên dùng cho chịu khó, dùng theo đúng chỉ định và dùng đúng liệu trình của nó. Con cảm ơn đi. Con cảm ơn đi. Con cảm ơn cả nhà. Trẻ bị ho, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng kéo dài, khó thở, viêm phế quản, hen phế quản là nỗi lo lắng của nhiều bà mẹ.
làm sao để chữa dứt điểm cho con, giúp con khỏe mạnh lại an toàn, không tác dụng phụ là điều mà nhiều mẹ đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ trẻ em bị mắc bệnh hen rơi vào khoảng từ 12 đến 13 tuổi và có tỷ lệ mắc bệnh hen phế quản cao nhất châu Á với tỷ lệ là 29,1% và đang có chiều hướng gia tăng. Theo như công bố của Bộ Y tế thì tỷ lệ năm 2000 là 8-9%, đến năm 2004 là 10%. Ở mỗi lứa tuổi thì sẽ có những triệu chứng, các phương pháp như là cách điều trị để có thể chữa trị tận gốc căn bệnh này. Điều trị bệnh hen đã khó, điều trị dứt điểm cho trẻ em bị hen lại còn khó hơn. Và sản phẩm Siro BQA dành cho trẻ em hen của công ty cổ phần dược phẩm BQA như thế nào, có thực sự có tác dụng hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Tiêu chí hàng đầu của đông y trong điều trị hen cho trẻ là an toàn, chữa tận gốc căn bệnh, không những làm bệnh nhẹ dần và tiến đến không tái phát cơn hen mà còn tăng sức đề kháng cho trẻ. Các kháng thể tự sinh ra ức chế các virus, tiêu viêm, khí quản, phế quản trở lại bình thường, đờm được tiêu trừ, hen không còn nữa mà trẻ còn khỏe mạnh. Do đó, đông y không chỉ chú trọng vào những vị thuốc giúp làm giảm nhanh các triệu chứng của hen mà còn chú trọng đến các vị thuốc giúp bồi bổ và nâng cao chức năng của cả ba tạng, tỳ, phế, thận là nguyên nhân gây nên hen như dạ can giúp thanh nhiệt, giải độc, tán huyết, tiêu đờm, tử huyền giúp hóa đàm khí, chỉ khái, chủ trị ho do phong hàn, do phế nhiệt, do phế hư lao. Sinh khương có tác dụng giải cảm, tán hàn, làm ấm tỳ vị, cầm nôn, tiêu đàm, giảm ho. Quế chi có tác dụng bổ hòa, hồi dương, ấm thận tỳ, thông huyết mạch, trừ hàn tích. Đại táo giúp bổ tỳ, dưỡng vị, ích khí, nhuận tâm phế, sinh tân dịch. Cam thảo giúp giải độc tố mạnh, điều hòa các vị thuốc khác. Siro BQA hen trẻ em có đầy đủ các vị thuốc trên giúp bổ phế, giảm các triệu chứng ho do viêm phế quản, hen phế quản. Siro BQA dùng cho trẻ em hen có tác dụng rất tốt, trị tận gốc được căn bệnh hen suyễn. Siro BQA dùng cho trẻ em hen có tác dụng giải cảm hàn, thông phế, bình suyễn, giúp thông thoáng đường thở, phù hợp với những người bị khó thở, thở khó khè, hen suyễn, hen phế quản mãn tính, hen do dị ứng thời tiết, giúp phòng ngừa cơn hen tái phát. Siro BQA hen trẻ em được nhiều bậc cha mẹ tin dùng, sử dụng cho con bởi tính an toàn, hiệu quả cao trong việc hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản, hen phế quản cho trẻ. Sản phẩm đã được Bộ Y tế chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp giấy phép quảng cáo kinh doanh và được lưu hành trên toàn quốc. Với những thông tin và tác dụng vượt trội của thuốc Siro BQA dành cho trẻ em bị hen mà chúng tôi giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm được cho mình một bài thuốc chữa trị tận gốc căn bệnh ho hen cho con em mình, giúp cho các bé mau chóng thoát khỏi những cơn ho hen, khó thở kéo dài và có được một cuộc sống khỏe mạnh hơn.